Xin chào các bạn. Thì đây, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho bạn cách mà mở những cái dây như thế này. Mà cá đủ thì là anh check một trem nha các bạn. Nếu mà ai chưa xem qua video này là mình chỉ cá đủ là anh check một trem. Đây, các bạn thấy không? Đây, hai tay của mình như thế này. Đó, bây giờ khó rồi. Mà giờ làm sao lấy ra đây, đúng không? Bây giờ làm sao lấy ra? Đó. Bị khóa hết hai bên ha, không ra được nha các bạn. Đây, giờ lấy là sao? Giờ mình sẽ chỉ cho các bạn một cách luồn lách để mà lấy ra, mà không cần không mở nè, không mở này ra nha các bạn, nó vẫn giữ vậy luôn. Rồi rồi, bây giờ mình cầm dây mèo đỏ này, dây mèo đỏ này. Đấy. Mình sẽ luồn qua kỹ tê này, luồn qua nó, luồn qua nha, luồn qua cho nó có lỗ này. Đó. Có lỗ nha các bạn, có lỗ đây. Rồi bắt đầu mình xỏ qua đây, xỏ hết cả nem ngón tay luôn, nem ngón tay qua luôn. Rồi bắt đầu mình giật ra. Đó. Bạn thấy đơn giản không? Quá đơn giản đúng không? Đây là đủ là em check trem một trem nha các bạn nha. Bây giờ mình sẽ cột nó lại và làm cho bạn lần thứ hai. Okay. Làm cho bạn là hai nha các bạn. Phía bên này cũng được, vừa mình làm phía bên này cũng được, nhưng mà thôi để mình làm phía bên đây cho các bạn dễ hình dung và làm khách của mình. Đương nhiên là cái đây là nó chẹt rồi, mình không thể mở ra được nha. Mở ra thì các bạn nhìn thấy video của mình là các bạn biết rồi nha. Mình để hai tay vậy đó. Đây thì đương nhiên là nói là không lấy ra được rồi. Cắt chặt luôn. Không có lấy ra được. Rồi. Bước đầu tiên mình cầm sợi dây như thế này. Cầm sợi dây này nha. Rồi bắt đầu luồn qua te phía này, luồn qua te nha. Mình bên đây mình không có làm gì hết, đây là rút hết trơn rồi này các bạn. Mình rút hết rồi này nha. Đây mình luồn qua. Bắt đầu mình luồn qua đây. Mình đưa dây qua liền nha. Đó. Đưa dây qua. Đó, rồi mình xỏ ngược trở lại. Xỏ ngược trở lại, mình lấy ra thôi. Rồi. Cái chi là đơn giản đúng không các bạn? Mình đâu có mở rút gì ra đâu, đâu có luồn ở đây ra đâu. Nếu luộc qua dễ quá rồi. Rồi các bạn thấy hay thì nhấn đăng ký kênh cho mình nha. Mình sẽ ra nhiều clip khác cho bạn xem. Rồi chào tạm biệt các bạn.